Chỉ sau 2 tháng xác nhận yêu Hoa Khôi nam em, diễn viên Lãnh Thanh đã lên tiếng tuyên bố cả hai đã đường ai nấy đi. Được người hâm mộ ủng hộ chuyện tình cảm khi tham gia một show hẹn hò, hai nghệ sĩ trẻ thân mật tại nhiều sự kiện, công khai hẹn hò nhưng nhanh chóng vướng những tin đồn rạn nứt rồi chính thức chia tay. Lý do Lãnh Thanh đưa ra khi lên tiếng chia sẻ chuyện chia tay nam em là cả hai chỉ dừng ở mối quan hệ bạn bè, đồng nghiệp chứ không có tình yêu. Nam diễn viên viết trên fanpage, Thanh với nam em có cuộc sống khác nhau và hai hướng đi hoàn toàn khác biệt. Do đó, dù giữa cả hai đã từng cùng trải qua bao nhiêu cung bậc cảm xúc hay có rất nhiều thời khắc tươi vui và nhiều kỷ niệm đẹp đẽ cùng nhau từ khi tham gia chương trình cho tới nay thì điều mà Thanh phải khẳng định lúc này là hiện tại chúng tôi đã dừng lại ở tình bạn, tình đồng nghiệp chứ hoàn toàn không phải là tình yêu. Điều này khiến fan của nam em, fan của Lãnh Thanh và những khán giả ủng hộ cặp đôi này ở show thực tế trước đó tranh cãi gay gắt. Các fan của nam em cho rằng Lãnh Thanh nợ khán giả và người yêu 2 tháng của mình một lời xin lỗi vì đã không nghiêm túc trong chuyện tình cảm. Người hâm mộ chỉ trích nam diễn viên thưa mẹ con đi, làm tổn thương nam em, cô gái tham gia show thực tế vì muốn tìm người yêu. Lãnh Thanh khẳng định cả hai không có tình yêu, trong khi trước đó lại thân mật, thừa nhận có tình cảm với nam em khi quay chương trình. Ngược lại, fan của Lãnh Thanh ủng hộ lựa chọn của anh chàng và khẳng định nam diễn viên không cần xin lỗi nam em hay bất kỳ ai. Nhiều người khuyên Lãnh Thanh vững vàng vượt qua những lời công kích, chỉ trích từ phía dân mạng sau khi chia tay nam em.